Chào mừng các bạn đến với Tech Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc máy hút bụi mini sử dụng hai chiếc quạt tản nhiệt. Trông nó sẽ như thế này. Thì chiếc máy hút bụi mini này sẽ sử dụng nguồn ắc quy 12V để chạy. Và bây giờ mình sẽ thử chạy nó. Và để làm được cái máy hút bụi như thế này, các bạn cần chuẩn bị cho mình những linh kiện sau đây. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đó chính là hai chiếc quạt dùng để hút. Ở đây mình sử dụng hai chiếc quạt là hai chiếc quạt tản nhiệt trong bộ kích điện 1500W của Vũ Phong. Các bạn có thể lấy bất kỳ những quạt nào cũng được, tuy nhiên các bạn lấy những cái loại quạt mà có công suất lớn một chút. Thì ở đây mình có hai chiếc quạt này giống y xì nhau, mỗi một cái thì có thông số là điện áp là 12V DC và dòng tải của nó là 0,45A. Mình có hai cái quạt này, mình sẽ ghép thì nó sẽ ra công suất là với dòng là 0,9A. Tiếp theo, các bạn sẽ cắt những cái mảnh gỗ như thế này để ghép thành một cái hộp, sao cho các bạn sẽ nhét được cái quạt này vào bên trong cái hộp đó. Thì mình cắt sẽ vừa với cạnh này hoặc dài và dài hơn một chút. Mình sẽ cắt 5 tấm như vậy. Tiếp theo, các bạn chuẩn bị một đoạn ống phi 60 như thế này. Một đầu thu 60-34 để như thế này. Một đoạn ống 34 để lối vào đây và một đầu thu 34-21 mình sẽ ghép vào đây, một đoạn ống 21 ghép vào đây và một cái check 21 mình sẽ ghép như thế này để làm ống hút và một cái đầu bịt 60 như thế này. Tiếp theo, mình dùng một cái miếng vải màn như thế này, dùng để lọc không cho bụi hút ngược trở lại từ đầu hút ra phía sau. Và mình sẽ dùng một cái nhựa như thế này dùng để làm tay xách. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm chiếc máy hút bụi này. Đầu tiên mình sẽ ghép những miếng gỗ này lại để tạo thành một chiếc hộp cho cái máy hút bụi. Mình sẽ sử dụng một cái tấm như thế này. Một cái tấm này mình ghép vào đây. Và đối với hai chiếc quạt này thì đây sẽ là đầu thổi ra, gió sẽ được hút từ bên này và đẩy sang bên này. Mình sẽ đặt hai chiều giống nhau như thế này. Đặt như này và nó sẽ hút từ bên trong này và thổi ra bên ngoài. Và mình sẽ đặt nó lên như vậy. Mình sẽ dùng keo lến gắn lại. Đầu tiên mình sẽ gắn keo lến vào đây. Mình sẽ gắn chặt hai cái quạt này lại.
Đó, mình sẽ gắn nối tiếp hai cái quạt này lại. Và mình cũng sẽ đổ keo vào đây. Và vào đây. Và mình sẽ gắn nó vào đây như thế này. Đó, mình gắn vào như vậy. Mình sẽ đổ thêm keo vào đây để cho không khí không bị lọt ra ngoài. Như vậy. Và tiếp theo mình sẽ dùng một thanh như thế này và ghép nó ở bên này. Mình cũng sẽ gắn keo lên đây. Và mình sẽ gắn keo vào bên trong này để không khí cũng không bị lọt ra ngoài. Đó, như vậy. Và tiếp tục mình cũng sẽ gắn miếng này lên trên đây như thế này. Đó, như vậy mình sẽ gắn keo lại. Mình sẽ đổ keo lên. Và mình sẽ đổ keo lên trên này cho kín khí. Các bạn gắn hộp này chú ý gắn sao cho không để khí bị lọt ra bên ngoài. Như vậy. Và đối với cái này, mình sẽ đưa nó vào đây như vậy. Và tấm này sẽ được đặt ở đây. Trước khi gắn tấm này vào thì mình sẽ khoan một cái lỗ vừa phía cái ống này. Mình sẽ dùng bút dạ để đánh dấu lại. Và mình sẽ đi khoét một cái lỗ như thế này. Mình khoét một cái lỗ như vậy để mình sẽ xỏ cái này vào. Như vậy. Còn đối với cái đầu bịt 60 này, mình sẽ dùng lưỡi cắt, cắt bỏ phần đít này đi. Và mình sẽ lấy phần bên đầu này. Đây, như vậy mình đã cắt sẵn một cái như thế này. Đây. Mình cắt cái phần đít này đi và giữ lại phần này. Và sau đó mình sẽ đặt như này vào bên trong. Thì đối với cái đầu này, mình sẽ dùng một cái vải màn như thế này và bịt nó vào đây. Và mình sẽ dùng cái đầu này. Để gắn nó vào. Và phần thừa này mình sẽ cắt đi. Đó, như vậy. Đó, và mình sẽ làm như vậy. Và bây giờ mình sẽ dùng keo lến để gắn chặt cái đầu này lại và cả đầu này nữa. Cái này dùng cái này, mình sẽ nhét nó vào đây. Và mình sẽ dùng keo lến, cũng sẽ dùng keo lến để gắn chặt chỗ này lại. Đó, mình đổ keo lến và sẽ gắn nó vào đây. Đó, mình gắn vào như vậy. Sau đó mình sẽ dùng cái quai sách như thế này và gắn nó vào đây để làm quai sách. Và tiếp theo mình sẽ gắn phần đầu hút này lại. Mình sẽ dùng keo gắn lại.
Đó. Và mình sẽ gắn cái này vào phần này. Và các bạn lưu ý là mình sẽ không gắn keo ở phần này và đây, thì do khi sau khi mình hút xong ý, thì mình sẽ tháo cái bộ này ra và mình để đổ bụi ra bên ngoài. Và tiếp theo mình sẽ đấu điện cho hai chiếc quạt này, thì hai chiếc quạt này mình sẽ đấu song song với nhau, hai dây đỏ sẽ đấu chung với nhau. Và hai dây đen mình sẽ đấu chung với nhau. Và mình sẽ sử dụng hai sợi dây như thế này để đấu điện. Mình sẽ dùng dây bọc cái điện như thế này. Và luồn nó vào đây. Dây trắng sẽ là dây âm, mình sẽ cuốn ở dây đen. Và dây đỏ sẽ là dây âm. À, và dây đỏ sẽ là dây dương. Ok, như vậy là mình đã làm xong chiếc máy hút bụi mini này. Và bây giờ mình sẽ kết nối với ắc quy 12V và sẽ thử hút nó xem thế nào. Và bây giờ mình sẽ kết nối lại với ắc quy để chạy chiếc máy hút bụi này. Đó, như vậy là mình đã làm xong chiếc máy hút bụi mini. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.